Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau xin hiệp lời Chúa trong Chúa Nhật lễ Mân Côi. Xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth Đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng, Kính chào bà đầy ơn phước Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thương, Maria đừng sợ vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Jacob và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam? Thiên thần thưa: Chúa Thánh thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, ve chị họ bà cũng đã thụ thai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng người mà thiên hạ gọi là son sợ vì không có việc gì mà chúa không làm được maria liền thưa này tôi là tôi tớ chúa tôi xin vâng như lời thiên thần truyền và thiên thần cáo biệt bà anh chị em thân mến người ta thường nói đồ càng đơn giản càng khó hư Cuộc sống càng đơn giản Càng có nhiều niềm vui Sống đơn giản Thưa anh chị em Đó như là kim chỉ nam cho cuộc đời Mặc dầu như thế Nhưng trên thực tế cuộc sống Càng ngày càng phức tạp Vì con người không bao giờ chấp nhận sống đơn giản Phải không anh chị em Việc phức tạp hóa cuộc sống không chỉ dừng lại ở trên bình diện phàm trần. Nhưng nó còn chi phối đến cả các suy tư thần học liên quan đến vấn đề đức tin. Đến nỗi Thánh Thomas Aquino đã phải thốt lên: Con người không thể hiểu được Thiên Chúa vì Thiên Chúa hoàn toàn đơn giản. Việc Thiên Chúa hoàn toàn đơn giản vượt qua mọi khái niệm của con người vì con người quá phức tạp. Thưa anh chị em Để giúp con người tìm lại con đường Đến với Thiên Chúa cách đơn giản Mẹ Maria đã hiện đến với ba trẻ Ở Fatima, Bồ Đào Nha Vào năm 1917 Và dạy rằng Hãy siêng năng lần chuỗi môi khôi Và đó là cách thế đơn giản nhất Để chúng ta gặp được Thiên Chúa tình yêu Nói như cha Timothy Rascliffe có sự đơn giản chân thực sự đơn giản của con tim sự đơn giản của đôi mắt trong sáng và chúng ta chỉ có thể đạt được sự đơn giản ấy một cách từ từ nhờ ân sủng chúa khi chúng ta tới gần sự đơn giản tuyệt đối của thiên chúa kinh mân côi quả thực là đơn giản rất đơn giản thưa anh chị em nhưng kinh mân côi có sự đơn giản sâu xa và khôn ngoan để chúng ta khao khát và để chúng ta tìm được sự bình an ở đó sự đơn giản của thiên chúa chúng ta có thể tìm thấy ngay từ đầu kinh mân côi kính chào maria đầy ân phúc tổng lãnh thiên thần gabriel được sai đến với một trinh nữ thành nazareth tên là maria thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, thiên chúa ở cùng trinh nữ. Rất đơn giản, thưa anh chị em, rất đơn giản. Vâng, khởi đầu của chương trình cứu chuộc đã được thiên chúa thực hiện đơn giản như thế đó anh chị em. Không màu mè, không kèn trọng, không rào trước đón sau. Một lời chào đơn sơ của thiên sứ nhưng mang tới một sứ điệp thật lớn lao. Quả thật, không có sự đơn giản nào hơn khi Thiên Chúa thực hiện ý định cứu chuộc con người. Một ý định mà anh chị em biết không, ý định đó đã được Ngài chuẩn bị trong một thời gian rất dài và kỹ lưỡng. Từ việc Ngài kêu gọi Abraham và qua ông. Ngài kiến tạo một dân tộc để từ dân tộc đó từng bước ngài mặc khải chương trình cứu chuộc của ngài. Và khi tới thời gian viên mãn, Thiên Chúa quyết định thực hiện ý định cứu chuộc nhân loại qua việc sai con của ngài đến sinh làm con một người phụ nữ. Và ngài đã hành động cách rất đơn giản đến ngỡ ngàng. Ngài đã không chọn các tiểu thư đại các sống trong các lâu đài sang trọng, nhưng đã chọn một trinh nữ nghèo hèn sinh trưởng nơi một ngôi làng nhỏ bé ở Nazareth, hầu như vô danh tiểu tốt, không ai biết đến. Ngài đã không cho thổi kèn đánh trống báo tin với một nghi thức long trọng, nhưng chỉ một thiên sứ âm thầm lặng lẽ đến báo tin cho trinh nữ. Vâng, trong cách đơn giản đó, thưa anh chị em, chúng ta khám phá ra được điều gì? Thưa, chúng ta khám phá ra được tình thương và lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, chỉ có trong cách đơn giản đó, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không ở tuốt tận trời cao xa tắp, và chúng ta không bao giờ tới được nhưng thiên chúa ở thật gần bên chúng ta ở ngay chính trong chúng ta điều mà thiên sứ đã minh định với trinh nữ Maria thiên chúa ở cùng cô ở cùng một con người thấp bé nhỏ hèn ôi thật nghiệm lạ thiên chúa đấng tạo hóa quyền năng ở cùng con người là những thù tạo yếu hèn để nói lên điều này. Thiên Chúa yêu thương con người và Ngài vui thú vui thích được ở giữa con người. Vâng, Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi nói như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ở trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu tình yêu mãnh liệt của Thiên Chúa đối với dân người tức là cũng là đối với nhân loại. Đồng thời là tình yêu tha thứ. Tình yêu này cao cả đến độ Thiên Chúa chống lại chính mình. Tình yêu của Ngài chống lại công lý của người. Người Kitô hữu nhìn thấy mầu nhiệm thập giá đang ẩn tàng ở trong đó. Thiên Chúa yêu thương con người đến độ trở thành con người, chạy theo họ, cho đến độ đi vào cõi chết. Và với cách thức này đã giao hòa công lý với tình yêu. Và thưa anh chị em, thiết nghĩ đây là lý do mà mẹ Maria khuyên nhủ chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, vì qua kinh Môi Khôi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta Nên Ngài ở thật gần chúng ta Như Ngài đã ở cùng với mẹ Maria Là người như chúng ta Để từ đó chúng ta đến gần với Chúa Trong tâm tình của con Thảo Đến bên cha mình Đến gần với Chúa Mặc bằng một tình yêu Như mẹ Maria đã dành cho Chúa Một sự tín thác trọn vẹn vào thiên chúa đấng giàu lòng xót thương để chúng ta không bao giờ lo lắng băn khoăn về cuộc sống của mình để chúng ta hiểu được ý nghĩa những biến cố vui buồn xảy đến trong cuộc đời của chúng ta và ở gần bên chúa như đức maria chúng ta tìm thấy niềm vui đích thật vì chính chúa là niềm vui của chúng ta và niềm vui của Chúa là thành trì bảo vệ chúng ta Thưa anh chị em Mẹ Maria đã khám phá ra điều đó Chính mẹ đã kết tin Linh hồn tôi ngợi khen Chúa Thần trí tôi hớn hở vui mừng Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi Vâng Anh chị em thân mến Kinh mân côi dẫn đưa chúng ta đến gần Đến thật gần bên Chúa và việc đến gần với Chúa thật đơn giản Để chúng ta nhận ra rằng Con còn ai trốn trời xanh Bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham hạn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa Trốn ẩn thân đặt ở Chúa trời Đến với Chúa thật đơn giản Thưa anh chị em Không cần đến nghi lễ rườm rà Không đòi hỏi những điều kiện khắt khe chỉ cần một tấm lòng đơn sơ thành tình Một sự tín thác như con thảo Vào Thiên Chúa là cha của mình Để rồi như Đức Maria Khiêm cung tín thác Này tôi là tôi tớ của Chúa Tôi xin vâng Được như thế Chúng ta hoàn toàn chiếm hữu trọn vẹn niềm vui mà Thiên Chúa đã dành để cho chúng ta như Đức Maria. Anh chị em thân mến, tháng 10 đã về. Một lần nữa chúng ta được mời gọi nỗ lực thực hiện điều mẹ nhắn nhủ năm xưa, hãy siêng năng lần chuỗi môi khôi. Để qua kinh môi khôi, chúng ta gặp gỡ được mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống vui buồn của mình. Để qua đó mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta đến gặp gỡ được chúa để tìm thấy niềm vui đích thật ở nơi chúa và thưa anh chị em chắc chắn mẹ sẽ can thiệp vào đời sống của chúng ta chắc chắn sự can thiệp của mẹ cũng rất được giản đơn giản đơn như thiên thần đến gặp mẹ ngoài ra kinh mân côi còn là khí cụ giúp chúng ta chia sẻ niềm vui có chúa ở cùng đến với tha nhân như lời đức thánh cha Francisco đã nhắn nhủ trong bài giảng đầu tháng 10 năm nay rằng trong tháng này Chúa cũng kêu gọi anh chị em bởi vì anh chị em những bậc là cha mẹ của các gia đình anh chị em là những người trẻ đang mơ ước những điều tuyệt vời anh chị em là những người đang làm việc trong một nhà máy cửa hàng ngân hàng hoặc là nhà hàng anh chị em là những người đang thất nghiệp và anh chị em là những người đang nằm liệt trên giường chúa đang yêu cầu tất cả anh chị em trở thành một món quà mọi nơi mọi lúc như anh chị em là cùng với mọi người xung quanh Ngài đang yêu cầu anh chị em không chỉ đơn giản là đi ngang qua cuộc đời này Nhưng là hãy cho đi cuộc sống của mình Không phải là pha nan về cuộc sống Nhưng là để chia sẻ trong nước mắt của tất cả những người đau khổ Hãy can đảm lên thưa anh chị em Chúa mong đợi những điều tuyệt vời từ nơi anh chị em Hãy can đảm lên Hãy tái khám phá thành quả của anh chị em trong niềm vui của sứ vụ truyền giáo vâng thưa anh chị em niềm vui của sứ vụ truyền giáo anh chị em tìm được ở qua kinh mân côi này thật vậy chính kinh mân côi dẫn đưa anh chị em đến gặp được mẹ maria và nhờ mẹ anh chị em đến gần bên chúa và chúa chính là niềm vui đích thực của anh chị em không có một niềm vui nào lớn lao hơn chỉ có niềm vui chúng ta kín múc được việc ở gần bên Chúa và có Chúa ở cùng. Chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui này đến với mọi người nhờ sức mạnh chúng ta kín múc được từ Kinh Mân Côi. Ước mong sao trong tháng 10 này đáp lại lời mời gọi của vị cha chung từ người chúng ta siêng năng chạy đến với mẹ Maria và nhờ mẹ chúng ta đến gần thật gần với chúa và qua đó chúng ta kín múc niềm vui để sẽ chia và trao ban cho tất cả anh chị em tha nhân của chúng ta Amen